Ngày 16 tháng 12, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ban hành quyết định thi hành án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân, 90 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa Tây, huyện Đức Hòa. Trước đó, trải qua hai cấp xét xử, bị cáo Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, trong thời gian điều tra và xét xử ở hai cấp, bị cáo Lê Tùng Vân được cho tại ngoại. Theo bản án phúc thẩm, nhóm người sống ở tỉnh Thất Bồng Lai do Lê Tùng Vân cầm đầu, chỉ đạo đã đăng tải các bài viết, clip lên mạng xã hội Facebook và YouTube, chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo, tức Thượng tọa Thích Nhật Từ. Chứng cứ trong vụ án này là 5 clip đã đăng tải công khai trên mạng xã hội do nhóm người tỉnh Thất Bồng Lai lập ra, quản lý và sử dụng. Sau khi có bản án sơ thẩm, các bị cáo đồng loạt làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, các bị cáo Lê Thanh Hoàng Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi và Lê Thanh Trùng Chương 27 tuổi, mỗi người bị phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi bị phạt 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Cao Thị Cúc 62 tuổi bị phạt 3 năm tù. Sau đó, tất cả các bị cáo đều có đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm để kêu oan. Ngày 2 tháng 11, Hội đồng xét xử phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên bác kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm mà Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đã tuyên trước đó. Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng xác định hành vi của bị cáo Lê Tùng Vân có vai trò tổ chức chỉ đạo các bị cáo khác. Hành vi của các bị cáo đủ căn cứ phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, nên tòa cấp sơ thẩm tuyên mức án là đúng người, đúng tội. Ngày 8 tháng 12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phát đi thông báo về việc đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc. Theo đó, thủ đoạn của các đối tượng sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc là giả chùa, giả sư, giả nơi nuôi trẻ mồ côi để đăng thông tin kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An thông báo nếu ai là bị hại của các đối tượng sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc thì liên hệ ngay với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để trình báo và cung cấp thông tin phục vụ điều tra.